Trong video Icarus hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn lên đường cưỡi thú để khám phá những cái khu vực mới nha các bạn. Cùng theo dõi video hôm nay để xem chuyến hành trình bất ổn của tụi mình cũng như là những khám phá mới nha. Rồi, sáng sớm ra là các bạn thấy nó đi chọc quá. Gán chạy nha em, không có ai bắn hết trơn á, gán chạy đi em ơi, đúng rồi. Rồi gán chạy đi, rồi chạy đi, không có vô, không có vô, không có vô. Ê ví dụ mình dắt nó vô đây, ê dắt nó, con quỷ đi. Nè nha. Vô đây cưng, vô đây cưng, vô đây cưng, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Ê nó nghe nè mấy đứa. Mấy đứa thử dắt nó đi, anh đốt nó thử mấy đứa. Thử vụ đi, thử vụ đi. Vụ nó để đốt nó. Không được. Nó khôn quá. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây cắn luôn nè con. Cắn luôn nè. Alo. Luôn được rồi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Cắn ngáo cũng được. Hồi trời còn chiến nhỏ mà các bạn thấy nát không? Đó. Sáng sớm ra. Chuẩn bị khởi hành là hả? Nguyên con khủng long nó chặn được. Ê, ê lộn con cá sấu. Khủng long. Khủng long. Ờ để nó đây luôn, đừng 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 có ai lột da nó, để nó đi. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái khu nhà mới của tụi mình. Và bên khu nhà cũ thì khu nhà mới này được xây dựa trên cái nền móng của khứa Blue. Cho nên là các bạn sẽ có một cái cổng rất là nhỏ dành cho những cái người nhỏ. Rồi tôi không nói là cái con cá sấu này nó cắn bể đá luôn mọi người. Cắn dở hai cái phiến đá luôn nè. Cũng cắn được á. Ừ. Lụ đạn đó. Vô đây các bạn sẽ có một cái cửa để nhốt mấy con khủng long ở ngoài rồi mình vô trong. Đầu tiên cái nhà bên trái này sẽ là nhà của Blue. Hồi xưa các bạn người ta xây bằng gỗ. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, nhưng mà người ta người cháy ta sợ mệt. Bị này kia các bạn, người ta lên nhà đá. Nhưng người ta lên rất là nửa vời các bạn. Các bạn coi nè. Mình ví dụ cái đó là điểm nhấn không Đẹp ơi. Em có cái cây đó không Đẹp? Ai thì ai ta chọn một cái là lũng rồi. Không, à. Đó mình ví dụ các bạn thấy không? Khi mà bị như vậy là cái nhà nó vẫn cháy. Nhưng mà không có cháy được ở trong như cháy. Nhưng mà vẫn là nửa vời, vẫn là nửa nhà đá mà cái khung vẫn là gỗ các bạn, yếu à. Rồi còn bên phải này là cái chuồng thú, các bạn nhìn cái chuồng thú nó còn bự hơn, nó xịn hơn, nó to hơn, nó rộng hơn cái nhà con quỷ lưu nữa. Các bạn coi cái chuồng thú. Nó nuôi thú mà nó nuôi nhiều lắm luôn á. Không, này là cái kho. Này mới là cái chuồng thú nè. Bự luôn á. Trời đất ơi. Rất nhiều. Tổng cộng là mình có bao nhiêu con vật ở trong này vậy mấy đứa? Như gần 10 con á, mỗi lần mấy con luôn các bạn. 3, 4, 5, mà giờ tụi nó nuôi rồi. Nhưng mà các bạn nuôi 8, mấy con thú 9. Này mà nuôi không có được cái khu mà cái đất mà nó có lầy, nó có sình đồ này kia. Nuôi trong chỗ đá này nhìn thấy tội nghiệp tụi nó quá à. Nói chung là nó hơi công nghiệp xíu. Còn này là cái xe bò của con ngáo, nó chế cái xe mà nó quên mất, nó đọc hướng dẫn sử dụng là phải có con bò hoặc là cái con dôi nó mới có thể kéo đi được các bạn. Xe này là xe để chở gỗ. Ờ nhà người ta bên hông người ta còn trồng cây đồ nữa, trời ơi nhìn muốn bẻ ghê luôn. Nhà này có cửa sổ. Hôm bữa mình nhớ lần cuối mình vô tham quan á là nhà này người ta có cái rèm bằng da, bây giờ người ta đổi lên cửa gỗ rồi. Còn đây là cái biệt thự của mình với lại quà thì cái chỗ này là của quà xây, mình là mình chỉ ngủ ké thôi các bạn, này cái giường của mình. Đó, giường này của quà. Không phải. Hả? Trời ơi các bạn thấy không, mình có ô cửa kính luôn nè, nhà kia làm gì có. Ở nhà tôi cũng có, nè sao đang qua đây thôi, qua thôi, đây. Thôi nhà bạn là sau này bạn bắt trước bạn ơi. Thôi. Ủa mà đứa nào để cái gia thú, cái animal bed ở đây vậy, cái này là chỗ để cho mấy con thú nó ngủ mà. Thì đúng rồi, mình mời mấy con thú ngoài đường nó chạy vô nó ngủ. Rồi. Và bên này sẽ là cái khu vực chứa máy móc. Hiện tại đằng khứa quà nó đang làm được cái máy phát điện chạy bằng năng lượng sinh học rồi các bạn. Biofuel nè, generator 11 cắm vô cái là có điện luôn. Ngoài ra thì ở tier 4 á các bạn. À quên, mình lên level rồi các bạn. Mình chuẩn bị lên level 32 rồi. Ở tier 4 này các bạn sẽ có một cái wind turbine, là cái điện gió thì các bạn cắm vô nó sẽ ra năng lượng cho các bạn luôn. Thành ra là chuẩn bị phát triển bước lên một cái thời kỳ điện hóa rồi các bạn. Hồi xưa tụi mình chơi là ở tier 3 thôi, còn bây giờ mình lên tới tier 4 rồi. Em quýnh tôi. Em quýnh tôi. Rồi, trong này mình có mấy cái đồ linh tinh của khứa quà. Cửa này đi đâu vậy? Wow. Chúng mấy bùn nước anh, chúng mấy bùn nước nè. Cái cửa, người ta tưởng đâu cái cửa để giải quyết nỗi buồn chứ. Không ai xây cầu cá cho vậy. Cái nhà nhìn nó rõ không? Xịn mà không có làm cầu cá. Luôn. Ờ, không có cầu cá đấy chứ nó giải quyết nhu cầu nữa. Ủa sao không nói?
từ nãy giờ tao toàn ra đầu làng, tao hứng nước không vậy? Rồi, ở đây sẽ là cái căn phòng tổng hợp tất cả các loại máy móc. Đầu tiên là máy cắt đá, máy làm đồ các thứ, nhưng mà máy này nó xịn quá bay. Mấy cái đồ chế tạo bữa mình có giới thiệu sơ rồi, nó nhiều luôn các bạn nè. Cái vàng trộn bê tông nè, lên lầu các bạn nhìn máy móc nó còn khủng hơn nữa. Đây, nguyên vàng nung, nguyên một vàng máy của con quà. Và mấy máy này cần phải dùng nước, cho nên các bạn thấy quả đi ống nước không? DJ. Nhưng mà nói chung là ở tạm thôi chứ mấy nhà này mình không ưng lắm các bạn. Ở mình phải ở mấy căn biệt thự ven hồ xịn xịn được chứ. Hồi đầu á, mình nghe nói cái khu này khởi công á là người ta sẽ có view hồ. Ừ, view hồ sau này còn có đúng tượng gốc rồi các bạn. Còn bên này là view gì? View nhà. Ngó qua có lại toàn view nhà không à. Rồi thì hôm nay tụi mình sẽ đi khám phá bằng những cái con vật của mình nuôi nha các bạn. Và mình sẽ đi khám phá ở một cái khu vực có thể là bên hướng chỗ L7. L7, M7. Hướng đó đi. Em quýnh tôi không? Tôi lấy cái cày này tôi quýnh em bây giờ. Các bạn thấy game nó lâu lâu nó hơi bị khựng khựng xíu không? Nói chung là game vẫn còn hơi lag xíu ha. Chim ngu con này nè, đi rồi con Lulu của tôi đó rồi. Cái gì có con ngựa tên Kình chết nạ nó vậy? Nào, thiếu con điên 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 đâu cháy hay hả? Đi ra con mới được bi nhốt ai da. Ê thằng Hoa nó đốt kìa, nó cháy mấy con thú kìa, nó giết con tụi bay kìa. Thằng Hoa ơi gọi sơ lúa cháy nhà, lúa cháy nhà, lúa cháy nhà, máu dân Hoa luôn. Thằng Hoa nó làm cháy nhà rồi lúa ơi. Nhà bạn dạ okay. Dập liền với tao à. Nó lúc nãy là mình mới cho các bạn xem sơ qua thử cái hệ thống dởm của bên kia thôi. Các bạn nhìn bên này nè, khi mình bị cháy mình vào trong nhà thì nhà mình sẽ bị cháy theo. Là hệ thống chữa cháy nó hoạt động chưa mà. Anh thấy nó cháy dẫn huyệt banh luôn cái nhà là hoạt động dưới chưa. Ok. Nó phun đường bên rồi, rồi ok, chữa. Hơi lâu nha, rất lâu luôn. Cái này vẫn còn nè. Hồi anh rớt xuống dưới nước. Hồi rớt cái tủng xuống dưới nước luôn á. Rồi bên này. Ủa sao này đang cháy vậy? Đang cháy. Đây, rất là đầy đầy. Tốn nước không? Đó, các bạn thấy nó ngựa là hệ thống không? Anh. Hả? Thầy đóng tiền cho nó ra. Sửa nhưng mà gỗ anh vẫn bị nám nha. À, đâu sửa lại được nè. Nói chung là cái hệ thống nó lúc được lúc không các bạn, tùy vào cái độ vui vẻ của cái hệ thống. Ê, con Lulu đây rồi. Rồi lên đường anh em ơi. Con chim thần của tôi đâu? Ai biết. Chết rồi đem. Cái con đầu tiên tao tem luôn á. Không ấy mình mở cửa ra được không chứ có con ngựa nó chắn đường, ngựa vô ý thức quá. Em muốn đi con moa. Kiếm đi, nhiều mà. Rồi, để đấy, mình cho các bạn review sơ sơ về... Ấy, có con moa nó đi ngang kìa. Đang đi kiếm đồ ăn luôn. Review sơ sơ về căn nhà cũ của tụi mình. Căn nhà mà tụi mình từng chung sống với nhau, ngủ chung với nhau. Bây giờ nó như thế này đây. Bây giờ nó hoang tàn, các bạn nhìn nè. Lủng lỗ sàn bể. Đồ thì tụi mình dọn qua hết rồi. Trên này hiện tại đang bình thường, tại vì ở trên còn một cái lớp nữa. Đây là cái ban công. Ban công này, ê cái cầu cá này đúng không? nhưng mà cái cầu cá này nó hơi kỳ anh. Đi được không? Đi được không? Được. Cái cầu cá này nó hơi lạ xíu. Đó, các bạn nhìn cái mái nhà của mình nè. Nó lõm chởm lỗ, không là lỗ à. Để mình đi lên trên đầu mình tham quan nữa. Trời ơi, quá ơi. Như mấy cái nhà nó bị bỏ hoang á. Tụi mình trải qua một cái cơn bão. Một cái đợt sét, sấm sét tùm lum hết trơn, đánh xuống cháy nhà các bạn. Trời ơi, thôi đốt luôn đi nhà này để chi nữa, đốt đi anh em. Ủa cái hệ thống chữa cháy nhà này nó còn xài được không vậy? Mất rồi. Ok. Rồi ok, lên. Đốt nhà. Ê quà anh có cách này đốt nhanh hơn nè quà, anh đốt em sao em chạy vòng nó nhanh hơn quá quà. Rồi chạy đi quà, chạy. Đúng rồi đó không các bạn thấy không, lửa nó lan hơi bị nhanh luôn. Đợi lửa này lâu lắm. Cứu ơi. Chạy. Mà nóng con. Con Hoa nó dí theo nó quýnh. Ê con Hoa nó quýnh con của mình kìa. Nó quýnh con ngựa kìa. Chết rồi. Quýnh. Tôi bắn nó một cái là chết rồi. Còn con nhỏ thôi. Anh ơi, ở bên đây vẫn còn cái hệ thống chữa cháy nè. Đâu? Nhưng mà nó không có nước. À thì cái ống nó vẫn còn đúng không? Nãy anh thấy mà.
cái cục ở trên đó vẫn còn kìa. Trời ơi, ngôi nhà. Vậy là kết thúc rồi. Rồi, lên đường anh em ơi. Ủa, đây phải con tôi đâu, con này con tôi vừa. Đây. Con này của em. Ủa, con này DG rồi. Ờ, con này DG. Còn con này là con Lulu. Rồi, bây giờ qua dẫn đường đi. À, quên các bạn, cái tên của mình hôm nay nó có một cái aura mới. Đó chính là mình sẽ có thêm đam khi mà các bạn chế tạo là từ đầu nha, chứ không phải là nó đang có, mà là bây giờ mình kiểu như mình học được cái công thức, mình có thể làm được cái tên của mình nó sắc hơn á, cho nên là nó sẽ nhọn hơn và đam nó tốt hơn. Có ai thấy là nhà nó đang cháy và giờ này mình xây nhà nhiều, game này nó dễ các bạn xây nhà nhiều cái nó bị lag à. Đi. A few minutes later. Thiệt luôn, các bạn đang đốt nhà mà bảo tới bây giờ cái nhà mình nó còn cái mái nhà không à, còn cái nhà nó đốt được, nó cháy được một phần là còn có đúng một cái miếng hiên thôi. À, bây giờ tụi mình sẽ vượt qua cái cơn bão này để mình đi đến cái chỗ kia nha. Bão này cũng lớn á, nhưng mà có con này nó cửa cho nên là cũng phải đỡ đi bộ, mệt lắm. Thường thường là đi bộ xuống đây là cái người các bạn sẽ bị chậm, kiểu bị mất nước, bị mất thể lực tùm lum hết trơn á. Ê, cái con này nó cũng bị dính luôn kìa. Con này chạy giống con ngựa chết liền đó trời. Mấy đứa đem chạy ê, anh thấy máu con Lulu nó đang giảm luôn nha. À, không được chết con Lulu. Có ai đem đồ ăn cho con Lulu không vậy? Đem đồ ăn cho mấy con vật không vậy? Có. Hồi tôi có đem thịt cho nó nè. Nuôi động vật. Đem thịt chi má nó, thịt có ăn đâu, ăn trái cây mà. Tôi cho nó ăn thịt nó. Sử dụng đường thấy trái cây nhớ xuống lụm cho nó nha. Tôi thấy máu nó đang cục cục rồi đó. Nó hút con ngựa chết á. Chạy, chạy ra khỏi cơn bão, chạy ra khỏi cơn bão. Đã nói rồi, chạy đi, chạy đi. Stamina rồi. Ủa, nó nhảy được không vậy? Được. Nhưng mà vừa nhảy vừa nhảy được. Không, anh đang hỏi cái con chim hoa của anh. Nhảy được. Sao mà đi chậm mới nhảy được. Nó đi mừng nhảy vô à. Anh đang bơi ở dòng suối nè. Bão lớn quá mọi người ơi. Trời ơi, ngã cái. Ôi. Rất là thấy cái này giống như tâm bão vậy các bạn coi kìa. Nhảy lên luôn. Nhảy sao? Em lên anh em ơi. Bay nó có sao? Các bạn ơi, bão siêu lớn luôn. Nó bơi à. Dính vô cái không nhảy được. Rồi. Nó bơi này gì vậy? Ờ đúng rồi, bị vướng cái nhảy được ấy. Nhảy nè, các bạn coi nó nhảy nè. Đâu? Anh nè, nè em nhảy nè. Ờ. Nhảy vô chi. Nhảy đâu rồi? Nè, đây có cái nữa nè. Nè, các bạn sẽ đứng ở đây. Rồi nhảy qua. Ui. Ủa. Không chết nữa nha. Phải cho con ngựa nó đứng có được, cho con ngựa đứng cho bò cái đã. Là em nhảy dữ chưa ngáo? Nó dính mé lên mới nhảy được. Ở đây có đường lên nè, khỏi nhảy. Giờ sao lên? Đâu? Đây, ngay chỗ em nè, đó. Cao vậy? Con bò dưới kìa. Con bò này dưới. Con bò. Không có lên được. Anh nghĩ lên bên này xong, ủa bên này cũng không lên được luôn. Kẹt nữa rồi. Vậy tính ra điểm yếu của mấy con này các bạn là nó không có thể băng suối được. Nghe nó lên giùm chị đi. Ở đây nè, ở đây vậy. Cái này nó kẹt không á. Cha, nhảy luôn cái vậy. Anh gì rồi? Ngáo nhảy cũng như Trang. Đang ở dòng suối bạn, đang đi lội suối bạn. Mát lắm bạn. Ủa sao lội gì xuống đằng kia chứ vậy ông nội? Thì đang đi tìm đường lên nè, có tìm thấy đường lên không luôn. Đi nhảy được nè. Ôi là trời. Ok. Lên em ơi. Mệt rồi, để mình ăn quán cho nó đầy máu cái đã. Chưa thấy cái chuyến đi này bất ổn mà sáng sớm mà con cá sấu nó đứng đợi chụp trước cửa. Còn bây giờ thì bão. Tụi mình đang đi qua bên khu L7 các bạn. Để xem coi khu bên này nó có động vật mới hay không. Chạy té khói. Chạy chú. Rồi bão xong rồi. Cười đi hồi anh cũng thôi. Thì đúng rồi, cái đó là trách nhiệm của những người nuôi thú chứ anh đâu có trách nhiệm đó. Ủa? Anh có thú mà. Ở đây nó có một cái anh là quá thú. Con suối. Nhảy thử không đếp. Đếp đứng dậy này đếp. Anh thấy đây có thể gì. Cái này mà lọt một cái là tìm đường lên hơi bị cực luôn á. Chỗ gì đâu mà.
Ờ, cái khu của mình. Ê, đừng lên trên em, lên trên là nó là nguyên con sông bự luôn á, đi xuống dưới á, đi xuống dưới này nè. Trời ơi, nãy giờ đi lộn đường bà mẹ tôi ơi. Ờ, nãy giờ em có lộn đi đường. Xuống dưới này nè, xuống dưới này nè. Cái này nó có đường dễ hơn. À, đây đây đây, ở đây có cái, anh nghĩ ở đây lên được nè. Chứ đường nó khó khăn ghê. Ở à, đây đi được. Người đâu rồi? Dưới này nè. Để đi lộn đường. Hay quá trời. Dưới này. Ai dưới không vậy? Con chim Moa này nó nhảy không, hình như con nào cũng nhảy yếu hết trơn á. Để nó hồi thể lực. Qua đến đâu? Nè, ui, trước mặt mình có nguyên cái núi luôn á mọi người. Có đúng một cái đường bên hướng ngáo là cái đường đi vô nè. Dạ, con đợt rắc. Ở đây vẫn có mấy con chim Moa nè. Mình đang là bên này, mình đi qua bên này. Đây. Ồ, các bạn, khu này đẹp quá à. À, vậy tính là mình theo cái dòng suối luôn, mình đi theo trong này luôn. Có chân lọt luôn nha anh. Ừ, anh thấy rồi. Kệ, có thằng ở dưới. Không thấy giờ mình tìm được mình đi xuống được không? Vô nhảy xuống nước. Nhảy xuống con này nó gãy chân sao? Khoan các bạn, khi mà mình đi tới cái rìa này rồi thì mình mới nhận ra được là trước mặt là một cái khu vực đầm lầy y như khu bên kia luôn, tại vì các bạn nhìn cái màu ở đây nè, mấy cái đá nó đang bị đóng rêu nè. Thì vào bên trong đó mình sẽ lại vào cái khu rừng đầm lầy màu xanh lá cây. À, khu rừng đó mình đã đi rồi cho nên là mình nghĩ chắc nó cũng ơi hết hồn con quỷ. Chắc là mình sẽ không có gì khác biệt đâu, thì bây giờ tụi mình sẽ đi lên trên kia. Tính ra mấy khu đầm lầy á nha, là nó chỉ có đúng một cái cửa ra vô thôi. Này, như bên này là một cái cửa ra vô nè, bên này là một cái cửa nè, còn lại xung quanh đều là núi đá nó che hay trắng hết trơn rồi các bạn. Ghê thiệt. Thôi bây giờ tụi mình đi. Dạ. Tại vì khu này bây giờ có một cái vấn đề nữa là nếu mà các bạn nhảy xuống, mốt làm sao tụi mình nhảy lên, chỉ có đi theo cái dòng suối này đi ra, mà ở đây nó có nguyên một cái thác như thế này là khỏi đi về luôn á. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi lên hướng ở trên này. Trên này thì mình sẽ có khu vực núi lửa các bạn. Đi. Uống nước đi. Thôi, đóng mát mày. Get go, get go, get go, đi ra lại khu này để đi qua bên kia. Mọi người nhớ cho nó ăn uống đầy đủ nha. Cho nó ăn thịt của chị được không? Ê, có con ngựa nó đang dí theo thằng nào nè. Con ngựa nó dí theo quỷ lu. Con ngựa nó xuống. Ai dí? Ai dí? Cao. 11 minutes later. Con Moa nó dí. Ủa, con Moa nó dí. Rồi, lên đường tiếp anh em ơi. Let's go. Con Moa nó dí theo nhìn mắc cười lắm vậy. Đùa không? Đùa ơi, sao quỷ hoài chạy nhanh như vậy? Moa nó mới cho con Moa nó ăn cái gì vậy? Nó cắm đầu cắm cổ chạy kìa. Nó chạy một khúc luôn kìa. Sao vậy? Sao chạy nhanh vậy? Cây này. Nước. Được mà. Leo. Nhảy quá hoài, nhảy xuống rồi, nhảy lên. được không? Mấy con ngựa lên được không? Nó đạp đầu nhau kìa. Đang bay lên. À, chị lên đi, chị lên đi, chị lên đi. Chị lên đi. Lên đi. Lên nè, nhờ chị dòng cái đầu đá lên nè. Ê, thôi thôi. Dành, dành nữa chứ. Nữa hay dành nữa. Ông quá, tôi đang nhảy cái ông nhảy theo à. Ủa, tụi phải nhảy lên được, tao nhảy cũng được. Mệt đó thì kiếm chỗ khác lên đi, có một chỗ à, nguyên đám vui à. Mệt đó. Ê, cái con đờ rác nha, con đờ rác kìa, con đờ rác kìa. Tôi rác tới đầu luôn, cổ luôn. Trời ơi, dạ. Nhảy vậy luôn á. Sao tôi nhảy thứ tôi chìm vậy, tôi nhớ tôi biết bơi mà. Đếp bơi sao nó lạ quá đấy. Lên hả? Giờ tôi về lại chỗ cũ chứ. Cái khúc kia tôi kiếm mà kiếm. Sao con này mày lên ngoài mày lên không được vậy? Biết cưỡi ngựa không? Trời ơi, tao không biết cưỡi ngựa. Con ngựa chánh ga, chánh ga thì không biết như người ta chánh ga. Chánh ga. Không biết chứ mày không? Gà đây. Rồi nhảy. Lên. 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 Sao không lên? Chỗ lên rồi. Phải, có cái chỗ đứng á mới nhảy lên được. Rồi ok. Đó, ngay cái cục này nè. Cái lâu muốn ngựa em nhảy lên cho. Dạ con Moa nó gì? Nó nhảy xin luôn nhá. Tôi mệt. Rồi đi tiếp anh em ơi. Nó lạ lắm. Nó được tiếp. Trúng.
chúng nó chúng bị béo phì gì nó nhiễm rồi. Không bạn, nó không béo bạn, nó chở theo người béo. Mày đâu, mày đâu con quỷ. Không có con ngựa phế. Đúng rồi, không, vậy, có ngựa, người, người cầm cơm gà đó. Nó đang kiếm rồi, con ngựa em nó đang kiếm chỗ rồi. À, cái điểm của tụi mình là tụi mình sẽ đi tới rồi nè. Ơi, trước mặt mình là một cái núi á. Vậy là không lẽ mình phải đi vô đầm lầy mình mới đi vòng lên hay sao ta? Hoặc đi bên mé này thử xem. Tại vì các bạn nhìn khu này, cái núi nó bao quanh luôn, khó để đi ghê luôn á. Toàn bị dướng núi không à. Điện đang đi trên cao. Rồi nè. Mình men theo cái núi rồi. Ê, có cái hang nè, mọi người vô hang không? Cho mấy người này bỏ đây hả? Ờ, cái này là cái hang hay là cái đường để nó đi xuyên qua ta? Cái hang chứ hả? Hang. Vô coi thử. Vô anh em. Bà mẹ. Ê. Quá. Ông có đèn ông rọi đấy. Quá. Cái đèn dắt trên lưng á, lúc mà kéo cung á là nó chĩa qua hướng khác à. Khó chịu. Nè, coi nhìn cái đèn thẳng á. À, mình kéo cung cái nó quẹo. Tại vì lúc kéo cung là phải đứng ngang qua các bạn, nó không còn đứng thẳng nữa. Ông quá trời. Ủa, bình thường mà. Ông kìa. Ông giết kìa. Ông đi. Để tôi có gì không, em, không không bắn cung được. Có ông hả? Có ông hả? Giao tôi phá mình cái gì? Rồi. Ai cho đó làm tôi đi nghe để tiếng cộng tôi nói kìa. Mình nghiên cứu xem coi làm sao để phải đi rà khu này các bạn. Đi rà một vòng khu này để xem coi là làm sao để đi vào trong kia. Ai mượn đâu. Chơi. Nhưng mà có sáng không? Có. Không. Dễ nhìn không? Có. Không. Ủa con ông nằm đâu, nó cứ bay vòng vòng người tao kìa. Tụi bay đi ra đi. Ồ, chắc màu xương đầu tao luôn à. Mình mong là có một cái đường nhỏ giống như những cái đường đi vô đầm lầy các bạn. Kiểu như nó có một cái khu nhỏ để các bạn đi qua. Rồi xong, tôi thấy kèo này là không có đi qua được ở trên này rồi. 15 minutes later. Do là cái khu vực kia mình không thể nào đi được nha các bạn, cho nên bây giờ tụi mình sẽ đi khám phá núi tuyết luôn để xem coi núi tuyết của cái bản đồ khu vực Prometheus này nó khác gì so với cái núi tuyết hồi xưa mình chơi. Và hiện tại mấy khứa này đang đi chặt cây, bởi vậy con người đi tới đâu tàn phá tới đó các bạn thấy không? Đó. Phá rừng, không, phá không. Cây gì đó. Có mình là mình không rồi. Làm gì thôi. Lắm à, hồi nãy mình đi lộn con các bạn. Hay gì mình đi con của mình thì mình đi lộn. Ê có con gấu kìa. Gấu nó đang dỗ con ngựa kìa. What the hell. Mày là gấu. Qua đây là bắt đầu có gấu chó, có sói, được các thứ rồi các bạn. Cái môi trường, cái hệ sinh thái ở đây nó giống như những cái khu vực hồi xưa mình đã từng chơi. Nãy mình có thấy mấy con sói nó đi xung quanh nữa. Ở đây con ơi, đi một mình nguy hiểm lắm. Là đi đứng chung này chết chùm. Em nói lộn gì cũng không chịu ngu. Lộn con đi, cưới xong rồi chạy tới đây mới biết hàng gì thế, nó đi nặng nặng, nó đi chậm chậm. Có con gì là nãy con sói đâu mà mình thấy nó bò bò ở đâu khu này nè. Đợi trời sáng thì các bạn. Em giếng lại. Đây có con gì. Nó ác lắm con người, nó bán sợ bạn. Ừ đi con người nó đáng sợ đó bạn, đi tới đâu nó giết thú tới đó, đi tới đâu cái hả nó chặt cây đốn củi tới đó. Mới gì? Ủa đéo có cái giống ông gì? Tôi đi ngủ đâu? Đâu à, tôi đi đâu mà em đi. Chuyên ngôn bên kia. Không biết mình làm sao để cho nó hiển thị cái mức thông số được không? Hoặc là cái mức gì của mình được không? Chứ tôi biết lộn con rồi. Giờ tụi mình sẽ làm một cái chuồng ở đây nè. Xong rồi tụi mình sẽ đi vào trong cái khu vực núi tuyết này. Là đi vô trong này nè các bạn. Đây trong này đi ra chị đút cái năng rồi đấy. Mà để đi vô trong đó thì bắt buộc phải rào cái đám này lại đây. Chứ nó đi vô trong đó không được. Lạnh nữa các bạn. Mọi người làm bây giờ tôi đi tham quan thử. Hả? Thấy không? Đâu, đây có ngựa khác mà. Thấy không vậy? Đây, đây có con thỏ bình thường nè các bạn. Con thỏ mà không có bị đột biến ở bên kia nè. Để mình lấy cái tên mình lại thôi. Để cái tên mình tên xịn. Tên có kỹ còn năng. Còn có 3 con ngựa vậy? Không phải tên em, phải là người em. Lulu. Ý ngựa với con gì nữa? Cái con ừ. Ngựa, cái xác con ngựa mà nằm ở đó là cái xác nãy anh bắn đó, tại nó tấn công ngựa. Nó tấn công cái con chim moa. Hoang ngoan quá. Sói quá ta. Ngáo ngáo tưởng đi. Con ngựa của nó bạn. Sao? Con ngựa em cùng cái này không đây nè. Rồi rồi dẫn nó vô đi, dẫn nó vô đi, dẫn nó vô. Con gì đây?
Ví dụ á, à, con chai lan, con cái sáu bò vô nó cắn nó cũng như không mà. Thì tí nữa lắp ở dưới mà. Thì xây cao lên. Lắp ở dưới là được. Ê con chưa, báo nè mọi người. Đông ơi. Con báo là gì báo hả? Dòng họ đâu? Em là Đông. Dòng báo. Đâu đâu. Anh báo nó chết rồi. Anh đi xa vậy? Đâu? Con báo nè. Anh báo xuống. Wow. Tụi nó là đàn em mà. À, cũng bình thường đó các bạn, cũng có da, có lông, có xương thôi mà mình không thèm lấy. Tại giờ mình nhiều cái đó mình dư rồi. Cây cà phê nè mọi người. Hết fiber rồi, còn ai còn fiber. Ê, con bò kìa, đép đép con bò kìa. Con bò trái với con bò con, đến với con bò trái. Tớ 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 tớ. Ác thiệt. Rồi lụm con bò con đi em. Mình đem con bò về mình nuôi nó. Rồi ai cỡ con bò về? Họ dắt theo nó đi theo được mà. Ờ, à, mình muốn mình kiếm bò là mình qua đây. Ủa mình kiếm. Ủa con... nó con dữ chưa? Thì nó là bự con, bà nội tôi con luôn. Con rồi đó nè, bạn nhìn con bự nè, con cha nó đây nè. Nè, cho miếng trơn ơi bại. Con lụm bà da ta ơi. Đem gỗ theo nha, hồi lạnh có cái để sưởi. Hồi lạnh gì? Có cái, đúng rồi. Đem gỗ heo. Đúng rồi, cái gần này okay. Tôi đúng hết cho em coi. Trời ơi, đưa đi, mới không phá đi được, hồi mình đi ra tụi mình dắt thêm mấy con bò về nữa là 11 mình sẽ có một đàn bò để có thể vác đồ theo các bạn. Mấy con bò nó tải đồ được đã lắm, tải được rất là nhiều đồ luôn, còn mấy cái con của mình á là chỉ để đi chơi chơi vui vui thôi. Chứ tải đồ không bằng mấy con bò. À đi mọi người, đi. Ấy sao có con nó vậy? À con bò. Con đó mới bắt đó. Nhớ cho nó ăn uống đầy đủ nha mọi người, nè tôi cho ăn nè. Nha, tôi ra, tôi gà. Có cái máng nước không? Không. Có cái máng nước với máng ấy. Ê con bò. Nó vô. Ai đi theo nói. Nó bị đi theo. Rồi nè, bây giờ tao bấm. Tao bấm ép cho tao chạy ra là đóng cửa. Bên này đấy bơi. Là người có kỹ năng dữ chưa? Đi cửa bên kia đi. Chắc kỹ năng cũng dữ ha. Rồi nhóm đếm luôn đi. Trong đó mình sẽ có thêm con khủng long. Lé. Đây là cái đường mà các bạn đi vào trong núi tuyết nè. À ok. Kính chưa. À, ok đi. Nè đậu bò. Ê. Vô. Lúa nè mọi người, lúa mì nè. Anh ở nhà lúa nhiều lắm rồi. Nhiều con gạo hay gì? Không tại tại em nấu bánh mì cho anh. Đâu thấy. Bớ ngỡ hả? À. Ừ. Đi. Ôi con sói kìa, bạn hàng áo kìa. Đó. Mày hả sói? Đúng rồi. Rồi hả mấy? Ngược ngược vậy. Không các bạn, con người mình có thể nhảy qua được nhưng mà mấy con kia không có con nào nhảy qua được. Mặc dù là con ngựa luôn nhưng mà chân nó hơi ngắn giống mà lưu á cho nên là nó không có nhảy qua được. Ê con báo rồi, con báo rồi, con báo rồi. Đâu. Mày hả Đông? Ép Ngọc. Anh đang nói gì vậy? Nếu mà em xét nước anh kêu. Đông bệnh đâu. Gì vậy? Em cho anh uống nước. Nước gì? Nè. Nước miếng. Tại sao anh có nước mà? Anh uống không? Nó cộng mình, nó cộng mình tưới cây vô kìa. Tưới với hồng. Cái này đừng tắt ngáo. Ê, trước mặt có mấy con sói. Wow. Trời nó luôn. Gì? Dạo này vô khu này cái nó lạnh hẳn ra luôn á. Quà gấu chứ, quà gấu. Quà chó, quà chó. Quà chó, quà chó. Quà nó giết người kìa. Đã mất mấy gì đâu, dắt con báo theo vậy đâu. Em tha cho nó đi đâu? Đàn em của em mới chết dưới tay anh, em phải đem theo em chụp. Nó bự lắm luôn. Đi theo ý em để làm cái gì? Nó bự lắm luôn á. Lấy hạt ta. Ê, vô đây đúng là kiểu phản ánh á. Ê, tính ra hồi xưa mình làm nhà ở đây nó trong lạnh hả mọi người ha? Anh có để ý gì không? Gì? Mình không có bị lạnh. Ừ. Ngoài này chưa có lạnh, từ. Bình tĩnh đi. Mà ở đây chỉ mới cái rìa thôi, các bạn thấy xung quanh đúng mình rồi. Nó có một cái vách núi nó ngăn lại không? Thì không biết còn đi lên được hay không, nhưng mà mỗi một khu nó sẽ bị ngăn lại với nhau. Khó để có thể đi được qua khu bên kia luôn các bạn. Thì chứ không lẽ tôi uống đồ binh lên vô luôn á, tôi chạy lẹ hơn nữa. Dạ ngọt ơi. Trời trong này đừng quá trời ngọt. Con thú mà ngưỡng săn. Họ nó săn ông luôn. Đây có con hươu mini nè, mọi người có muốn nuôi không?
Đấy anh đợi tôi bắn. Ai không, ông giết nó luôn cái gì? Không, tôi tính bắn con thu trưởng thành mà tự nhiên cái nó trúng qua con. Thôi, lòng người ác thiệt. Lòng người hạnh thiệt. Lọc lát. Xin lỗi. Hiện tại khu vực này đang là 7 độ các bạn. Ủa? Trời ơi, con này nó có chút xíu, con này nó đâu phải là núi tuyết đâu, nó chỉ là một cái đồng bằng tuyết thôi các bạn. Nó cao hơn bình thường thôi chứ nó không phải là núi tuyết. Snow Rabbit. Con hầu là này con Maria mà anh. Dạ. Anh đi vô thẳng không kia. Thằng quà kia. Em khiêu chiến với tôi đúng không? Đừng để tôi chơi một cái tên vô người. Không nó dắt con báo khó chịu. Con thằng dắt con sói nó cứ đứng nó trù. Này hãy. Xấu. Tru hả mày? Nhật ký ngày bao nhiêu cũng không nhớ nữa. Hiện tại là tụi mình đang đi sâu vào trong cái khu vực rồi. Ê, có một con báo tuyết nè mọi người. Để anh, để anh, để anh. Đừng. Chưa kịp nói. Cái mày có đổi không? Cái lời nói cái bán vô cái bán. Hồi nãy giờ nó giác con người ta tới đây cho đã rồi đứa nào giác nữa rồi. Cái phần đuôi, cái phần mỗi đứa giác con các bạn. Đẹp á, nó giác con báo thường. Thằng Đông nó nhát con báo tuyết. Ê con sói nó kìa. Còn thằng Khứa Hoài này nó nhát con báo tuyết mình như nó bỏ hay gì á. Trời nó quốc cái này là sói tuyết. Ừ. Ờ nó dí em á. Hay còn gọi là ngáo tuyết đó. À, em dán theo cái con kìa bi nó dí em á. Ăn nó luôn đi. Này đây có con sói tuyết nữa nè. Mày nhìn tao gì mày thì cắn nó đi chứ. Nhân danh. Con sẽ lấy tự già mày. Rồi đi. Đi. 55 độ. Ê, con gì vậy, con gì vậy? Dạ. Con trước mặt, từ từ mọi người, có một con, đó, con gì vậy? Con gì vậy? Ờ, nó bị lỗi máu không kìa, con gì vậy? Không thấy được. Con hư. Ờ, không, tê giác con. Tê giác á. Ê, nó không có gì mà, nó sợ, nó sợ. Zebra. Nó hiền cô à. Zebra. Sát ghi Zebra. Bắn mày chết cha mày luôn, bắn dính đông luôn rồi. Trời ơi, đánh thật quá. Rồi anh đang lên bàn coi đi bạn. Dạ, con nghe cũng được nè. Chí coi mà. Thằng quà nó đang đâu mà nó có gấu vậy? Nè. Đâu? Bên đây nè, bên đây nè. À anh thấy, anh thấy, anh thấy, anh thấy, anh thấy, anh thấy. Đây, 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 để anh thử, để anh thử đam, để anh thử đam. Trâu quá bay ơi. Nhưng 2.5 đam mà nó còn vậy á. Ta đang bắn nào, chui vô tao bắn đó nha. Ê con nó đem. Dạ nha, con nó đem trong dạ nha. Ok đây, cho ngoài, cho ngoài rọc, cho ngoài rọc. Để ngoài lục giá, để ngoài lục giá, để ngoài lục giá. Đúng này không? Không. Giết được gấu không? Nè cái con zebra nè các bạn. Mấy con này nó trâu quá đồ mình nó không có đủ one hit nó. Được nửa cây à. Lạnh quá bạn Hiền ơi. Em có được cái đầu của nó rồi. Tôi mới thấy nó 5 độ mấy chưa, lạnh lắm đâu bạn ơi. 55 độ. Giỏi ghê. Còn sáng mà anh. Thì tôi bỏ chữ âm ra. Phải hai tên nó mới chết các bạn. Một tên nó chết không nổi. Đồ mình nó đang. Ê có con mini này đúng không? Ê con mini này đem về nuôi mấy đứa. Nuôi được không? Anh ơi. Anh coi nè. Không, không con này nó cũng bự à. Cái gì, coi gì. Nó rảnh thiệt luôn á. Cái gì vậy? Nó bạn. Đồ ăn dự trữ. Rồi nó cứ đổi đồ ăn dự trữ hoài luôn á. Nhìn nó vui quá các bạn, kiểu nó giống như con ngựa vằn nhưng mà chân nó rất là ngắn. Ở đây nó không lai với loài corgi mà nó lai với cái loài sagi. Ở nhiều lắm luôn á, khu này nhiều lắm luôn nè. Mà bây giờ đồ mình yếu quá không đủ để giết nó. Thôi bỏ đi. Ê, mình có thể trượt băng ở trên này được không? Ê... Ông lấy mai rùa đi ông trượt. Yeah. Nào bắn hoài á. À. Ông gì đúng không? Nó chém tôi. Không, ủa, cái này mình đập được không mọi người? Dạ. Như trong phim á, kiểu mình vậy? Mình đập cái nó bị bể băng ra không? Này là gì vậy? Đây, không, đây em có cái búa này, em đập thử. Cái này là cool. Super cool là ai? Cái miner của người ta mà. Cái mỏ mà. Khu này nhiều mấy cái con zebra ghê. Đi tiếp mọi người. Ở đây á, nó chưa có lạnh thôi các bạn. Hồi xưa tụi mình đi là nó mù mịt luôn kìa. Cái đó mới là khu núi tuyết. Còn này nó chỉ luôn. Là một cái đồng bằng tuyết thôi. Hả? Không là núi tuyết đâu. Đẹp ghê á. Đồng bằng sông của tuyết. Tại sao anh không gọi là cánh đồng băng? Không, thích gọi vậy được cánh không? Cánh đồng tuyết.
Không. Độc bằng sông Cửu Tuyết. Ê cái từ đó của thằng Ngáo nha. Anh không gọi cái từ đó nha. Đụm đá này về được không Ngáo? Rồi, tới công chuyện luôn. Rồi, tới công chuyện luôn. Tiếc luôn. Rồi, tiếc rơi luôn. Lập bập trên đầu luôn. Có hai ông. Xây nhà ơi, lẹo ơi. Tụng lại xây lẹo ơi. Xây một cái nhà vừa đủ để đứng thôi. Nè. Tụi mình đi được tới đây rồi hả? Để lên. Ủa nó đâu rồi? Em có ấm ở đâu? Ở nhà đâu? Còn em có ấm đâu? Có thấy gì đâu, nói gì có làm gì đâu. Không. Trời ơi, đi tiếp đi. Mình thử có mình kéo cái tên này xem coi nó ngẫm không. Để có con gấu nè, để em gấu lại cho mọi người. Đam yếu quá các bạn. Đâu? Gấu tới mọi người ơi, gấu tới. Rồi mọi người chạy, mọi người chạy đi. Cho nó dí ngáo thôi, nó dí đúng ngáo. Đẹp ơi. Này thì đi chọc gấu các bạn. Không, tức là con gấu nó phèm lại chứ. Nó sẽ dí. Mày muốn ấm không gì? Không, không được, có đậm bây giờ á. Gì quả? Fiber Mình rất là thích con gấu này nha các bạn, nó rất là công bằng. Nó rồi, phải kiểu như mấy con kia là chỉ cần một hàng bé chọc thôi xong rồi nó cắn nó nguyên đám luôn. Còn con gấu này nó dính hàng ngáo từ đầu tới cuối. Cho nó lạnh lắm rồi. Đó là cái lều của mình như đây thôi hả? Ừ, uống ô được rồi. Uống ô thì phải đóng cái hộp lại chứ. Ây da. Cháy rồi. Cháy ơi. Tất cả là tại Babylon. Trời ơi, quay hình tôi. Ông bà cầm cái khu. Cháy đứt. Tại sao ở khu này mà mình vẫn bị cháy đứt vô mọi người? Dập cho em. Dập cái đuốc á. Dập. Anh bị cháy được nè. Sao nó tới kìa. Ê. Cháy gì vậy? Ê, con nhớ xịn vậy? Trời ơi, không có đâm được. Ai bỏ dưới đất cái nhớ lụm á. Trời ơi. Các bạn, đúng ra là mình có gỗ mà bây giờ mình xài tích luôn. Thầy cầm phai đi mọi người ơi. Sao bự dữ quá? Gì? Thấy gì bự dữ vậy? Thấy vừa hói. Thì thấy vừa này ai thấy bự biết đâu. Bự quá trời bự luôn. Có 4 đâu cái máy là thấy được nè. Rồi, rồi đóng cái hộp lại, đóng cái hộp lại. Bự cái máy. Nó bạch cái máy kìa. Đang sửa. Mọi người, sắp hết rồi. Rồi đóng lại. Đóng cái hộp lại. Từ, rồi. Ok. Như cái nhà xét. Đã lạnh rồi đó mọi người, đốt cái lửa chạy lắm. Đi ra, ồn quá. Lửa cháy đít. Lửa vô là được. Nè nè. Nói rồi. Ế cái gì? Thằng Ngáo nó bị cháy quá. Sao ấm rồi anh em, ấm rồi. Lên 7 độ. 7 độ. Cho nước nó ạt luôn. Một câu hai ba chuyện luôn. Trời là thiếu rồi. Ê, cái máy nó chuẩn bị. Xung quanh thì là bằng gỗ chắc chắn lắm mà cái phần máy thì nó làm bằng mấy cái lá cây, mấy cái nhánh cây. Tạm bỡ lắm luôn. Mệt thiệt chứ. Học đúng vậy hả bạn ơi. Nghèo nó vậy. Sáng không anh em? Để tôi làm cho nó sáng hết mức có thể gọi đó. Mà khỏi gì tôi có ánh mắt trời tự nhiên. Đâu à? Sắp qua bão rồi, để qua cơn bão tuyết đi tiếp. Nói vậy, rụng nữa kìa. Ờ ok, nói gì đi. Bởi vậy, để nói hoài. Nhảy đi. Thôi gì quà. Thôi được rồi. Bây giờ mình thử đi, thử xem coi là mọi người nhập trong bao lâu. Đi vô luôn đi vậy. Trời ơi, nghĩ tôi sợ. Nhanh mà. Rất là nhanh luôn. Rồi được rồi, đi. Em có thể nào mở cái chuồng này ra được không? Ê, tiếc nó vẫn còn nặng lắm. Đây. Nhẹ luôn rồi. Tiếc hả nào, ai qua tiếc rồi nè, đó, qua luôn tiếc rồi. Đó là 90 độ luôn rồi man. Thì nó bị cháy mà.
Sao vậy? Nào mới quýnh nè, nào lợi dụng quýnh nó vậy? Anh đang trái cái gì? Trái, trái, trái. Trái, trái, trái. Trái lại. Đó thì cho nó ám hoài trái vô. Trái lại nữa anh. Trái lên. Nói vô, nói vô nó chữa trái nha, đúng rồi. Ê, con sói nó, các bạn, con sói nó chuẩn bị săn con thỏ rồi, coi kìa. Ủa? Thế rồi. Ủa sao hai đứa này nó sống hòa thuận nhau vậy? Ủa? Ê, nè nha. Mẹ nha. Mày. Bỏ cho mày. Vậy là từ nãy giờ là bà đốt. Bà đốt không chứ ai? Bà là người đốt không chứ ai? Bà đốt. Thôi mình... Thôi nào, mày tào lao. Bà ở đây luôn đi. Ý thức như cái gì vậy em? Tôi muốn cho mọi người ăn, mọi người hiểu không? Ờ, trệt xuống dưới mương rồi. Mình đạp bà xuống dưới mương đi. Đây có mương để đạp. Ở đây mình có hai con báo tuyết nó đang đi sẵn nhau kìa mọi người. Một con báo. Ủa nó chết. Hai con báo. Trời, kêu lúc đó. Rồi lên lâm sát đi. Ủa, mọi người đâu đi bên này hết trơn rồi? Ủa gì đâu? Tôi bắn hai con báo bên bên trái rồi mọi người đi bên phải. Thôi giờ ta đi săn hổ ông ơi. Ông thấy có con hổ lung lẳng không? Giống mấy đứa kìa đó. Ê, trước mặt mình có cái rừng cây à. Liệu mình chặt cái cây này về thì nó có xịn hơn cái cây mọc ở khu mình không? Em phải hỏi là về nó có đóng băng không? Ừ, quên. Ê, tính ra sau này tôi hết xài cây rìu á. Tôi chuyển nhượng lại cây rìu bằng sắt mà ai có. Ai có nhu cầu không? Thôi bạn ơi, tao lên bằng mặn lóc rồi. Đâu ra lóc vậy? Đi rồi. Nè nè nè, quà trả đâu rồi? Quà quà. Đâu quà? Nè. Ồ gì ơi, bằng quá trời gì? Đó giờ nghe. Mày kêu cây ngã, mày kêu thằng nào không? Thấy nhiều inox. Em kêu anh đép cây ngã. Tới lúc mà mày kêu anh đép cây ngã là tao tao lỗ đầu rồi. Mạnh mẽ lên. Mấy em xin tôi ăn thịt sống rồi. Mấy con này nó bự ghê luôn. Cũng như bình thường à. Ủa em đi đâu vậy quả? Đi lên. Ủa? Ủa ngáo chứ. Anh ơi, mở lát lên đường cục. Ê, mình có một cái bông hoa màu hết tím nè, mà nó lạ lắm, để là strength plant. Ồ. Bên đây hết chỗ lên rồi, có gì không? Hết rồi hả? Tại vì cái khu này nó là một cái... Ủa tính ra đây đâu có gấu tiết đồ xịn xịn đâu ha, toàn là mấy con này không à. Chắc là phải đi lên trên kia các bạn. Hồi nãy anh đâm nó rồi đó. Mà con nó bình thường à, hồi xưa mấy con bự lắm kìa, hồi xưa mấy con kia nó dí chạy tụt quần luôn à. Anh biết tại sao không? Hồi xưa mình điếu. Ừ, cũng đúng. Ờ, vậy tính ra là đi xuống hồi xưa, này không, là... hồi xưa cái con nó level gần cái trăm ấy. Hồi xưa tôi nhớ là xài súng mà bắn nó còn không xi nhê mà. Ừ. Nó giả bắn cái là mình... chết, giả cái là chết, chắc là có khi là game giảm bớt nữa. Giảm bớt cái độ. Ủa căng con gì kìa bạn ơi? Con gì? Con gấu. Con gấu mà bé. Chi. Ê, kì. Ừ, mày kì đi, rồi mày kì. Kì ông nội mày. Dưới ai vậy? Để bả đi, để bả đánh đi, để bả đánh đi. Nửa cây ông nội tôi ơi. Cú bé. Cú cao. Bạn tôi nói gọi con gấu này nó chơi fair play lắm. Ai mà quýnh nó là nó dí hoài, nó dí nó chết thì thôi. Xong rồi nó mới dí thằng khác, không? Nó dí bạn hoài luôn á. Mày đánh nó đi, mày đánh nó đi. Ấy giờ mình thấy mình tội lỗi chứ không lấn được tới đây được luôn kìa. Đó là lý do mà mình thấy mình không dám bắn đó các bạn. Bắn nó dí. Dí tới đây chuyện luôn. Ờ chứ này thôi chắc bạn không dùng đâu vậy. Chắc bạn không có cứu tao đâu. Kêu cứu vậy thôi. Vậy là cái khu này hết rồi hả ta? Mốt khỏi cứu nha. Ừ. Hết rồi. Vậy là trong thầy cái chuyến đi lần này mình khám phá ra được một vài con cũ. Và cái con này là mới nhất nè, cái con Shaggy Zebra này nó là một cái con lạ, bị lai các bạn. Nó không, bị đột biến. Ê, tính ra xây nhà đây ở chiều ghê á. Ừ. Kiểu nó mát các bạn. Chiều lạnh, tối lạnh. Ừ, nó mát á, nó chiều ghê luôn vậy á. Chiều. Không, nó lạnh nha, chứ nó không mát nha. Ê mọi người. Ủa, nào định bắn tao à? Ăn thù. Đúng rồi ơi. Ui bạn. Ơ, ừ, cái tiếng gì á? Tiếng gì á? Ủa, anh lại con dưới rồi. Ê, con dưới. Tiếng gì ghê vậy? Anh đang đi trong cái khe này nè quà, anh lọt xuống cái bọc anh đang đi nè. Ủa? Em tiếng con gì á? Trong này có con boss không vậy? Ê, mọi người. Có cái lỗ khó chịu nha. Ừ, lọt xuống á.
từ nha, trong cái khu này có khi có một con gì đó, nghe cái tiếng nó ghê lắm nha. À, cuối cùng mấy ngày mình nó cũng kiếm được cái hang để cho đép vô rồi các bạn. Cố lên. Ok. Cố lên. Các bạn mình sẽ nhả ra đi, còn nón rồi à. Ờ, không, tôi có bán. Ây da, nó vô đầu chị ơi. Chết. Nó đầu vô đầu chị. Tôi mới quay, tôi quay lại, bà nằm ơi. Đập cho cái đầu mày. Nghe em bạn nghe em ruột bạn á. Khu này có mấy con chim xà xuống kìa. Ủa, nó kêu kìa. Ơ, đúng rồi. Giết nó. Dạ. Mới đó, chồng nó đó. Giết nó đi mấy ông nội. Để cho vô với từ từ từ. Ồ, cái hang đẹp vậy. Ôi. Gì vậy? Dạ, đồng. Anh đẹp ơi, em chạy bao. Chạy bao, tụi bao không thích đi. Hello. Wow, cái hang hơi bị đẹp luôn. Hang hơi bị rộng. Ê, nó có cái chỗ trường đó nè mọi người. Ôi. Ờ, hang đẹp ghê luôn á, hang này biết mình làm nhà ở luôn á. Anh ơi, có cái lỗ bên đây nữa nè. Ôi. Ui. Đẹp ơi, vô hang em ơi, đẹp không? Ui, sao trong wow, này nó cái... Ê, giống như trong này có con boss vậy á. Ờ, sao khu này nó... Ê, mọi người, cái đường này là cái đường đi thông qua bên cái rừng kia. Nè, mọi người mở đồ nó đi, mình đang ở ngoài cái rìa của cái khu đầm lầy nè. Bởi sao nó có màu xanh xanh. Rồi, cái lỗ nào qua kìa á. Phải kiếm cái lỗ, có một cái lỗ đập nó sẽ đi ra được, nó thông nhau được á, chắc chắn luôn. Này là lỗ mình vô đúng không? Ờ đúng rồi. Không phải đồ cho mấy xịn. Vàng với aluminum nữa. Titan nữa nè. Có titan luôn á, đập titan. Có một cái đường mà mình chưa biết á, vàng rồi mọi người. Mọi người có bị lủng phổi không? Không. Không, chỉ bị dãy dòa. Ơ bị lủng rồi, ai mới nhắc luôn. Nảy lên thiệt chứ. Ờ tôi bác sĩ. Giờ tới lượt tôi bị nè. Thằng này cái mỏ nó chủ bạn. Đi đào vàng nó đi ra. Rồi và sau khi ra khỏi cái hang tuyết thì bây giờ tụi mình lên đường đi về đây các bạn. Nói chung là khu này nó cũng không có cái gì đặc sắc mà kiểu nguy hiểm dữ lắm á. Thành ra là khám phá thì cũng vui, cũng ra được một cái loài vật mới. Tuy nhiên thì nó không như mình tưởng các bạn. Cái điều mà game này nó đang làm ít á là mấy con boss các bạn. Nếu mà đi tuyết đó mà có những cái con kiểu bự bự hùng vĩ hay này kia thì nó sẽ ok rất là nhiều. Tuy nhiên thì chỉ có mỗi con gấu thôi à, nó hơi chán. Thành ra là mình sẽ tập dừng cái video Crash ra nha các bạn. Coi như là chuyến hành trình đi khám phá cái thung lũng tuyết. Bây giờ nó có tùm lum từ ở trên các bạn trong cái tựa game Icarus này. Và nếu các bạn muốn xem nhiều video nữa về tựa game này thì nhớ đăng ký một như like video và share đó giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video sáng. Chào các bạn, bye bye. Tập sau thì mình sẽ đi tới cái đồng bằng sẵn luôn. Xong rồi sau đó mình sẽ đi lên trên cái khu sa mạc thử xem có như thế nào nha các bạn. Hẹn các bạn tập sau.